Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm canh tí, ngày này là ngày đinh mùi, tháng mậu tí, năm canh tí, và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày, như giờ nhâm dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc kim quỹ, giờ quý mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc bạo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc ngọc đường, giờ mậu thân, từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Tư Mệnh, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tức, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu trận. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày đinh mùi, tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên hà thủy, kỵ tuổi, tân Sửu kỵ xỉu, ngày thổ hành, thủy, khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ xỉu, đinh dậu, kỵ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành màu cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi kỵ xỉu, tân xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọa, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành, sao câu trận, kỵ an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái và xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tí mùi tư hại. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tí nên kiểm soát sự nóng nại của mình, tránh nói ra những lời thiếu suy nghĩ sẽ làm hại tới bản thân và cả những người trong gia đình. Với bạn tuổi tí, đang có điểm báo, tính cách cực đoan của bạn mệnh trong ngày hôm nay chính là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi tí dễ phạm phải tiểu nhân. Có những việc dù bạn không gây ra, nhưng tình ngay lý gian chẳng thể nào giải thích rõ ràng để cho mọi người hiểu được. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tí với nửa kia không được suôn sẻ sức chịu đựng của bạn liên tục được thử thách và sắp đến giới hạn cuối cùng. Và với bà tuổi tí, bạn không muốn lùi bước để nhận nhịn thêm chút nữa khi mà người kia cứ mãi vô lý như vậy. Thật ra, cái chuyện tình cảm là thứ rất khó có thể nói rõ phải trái, đúng sai. Đôi khi bạn phải cần dùng tới cả trái tim đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người ấy để suy nghĩ. Hãy cố tình hiểu rõ lý do của đối phương trở nên khó hiểu như vậy thay vì cứ cứng rắn đối chọi bạn tuổi tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim dễ đắc tội với người khác do tính cách cực đoan tử vi tuổi bính tý thuộc thủy bị hiểu lầm nhưng không thể giải thích rõ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm không được như mong đợi tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên học cách lắng nghe và dùng con tim hơn là lý trí tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có họa tiểu nhâm rình rập và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều áp lực, muộn phiền về mặt tinh thần do công việc của bạn không được như kỳ vọng bởi bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi gây ra. Dường như với bạn tuổi Sửu, bạn càng kỳ vọng nhiều thì lại càng dễ gặp trở ngại, bạn không biết nên phải làm như thế nào mới đúng. Và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh vốn là người khá tự tin trong cuộc sống, xong đôi lúc sự tự tin của bạn lại trở nên thái quá, khiến cho bạn tuổi Sửu lúc nào cũng muốn về phía trước và không tính đến những hậu quả ở phía sau đó. Để rồi khi gặp phải trở ngại với bạn tuổi Sửu rất dễ đánh mất đi phương hướng, trở nên bối rối, rối bời, không có cách nào thoát ra khỏi mớ bỏng bong do chính tay của mình gây nên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cái điều này cạnh máu bạn tuổi Sửu cần phải tránh tỏa thái độ kiêu ngạo, kẻo lại làm mất lòng người khác. Nếu không, khi gặp khó khăn, bạn sẽ phải độc lập một mình, tự tìm cách giải quyết và từ vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc gặp nhiều khó khăn áp lực bỏ vay từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tự tin dẫn đến tự kiêu chủ quan gây ra sai, lầm từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa phải một mình giải quyết những rắc rối mà không được trợ giúp từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ dễ vướng rắc rối trốn quan trường từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tử vi tuổi dần thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, chua chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi dần đang có lời cảnh báo bạn rất dễ mất tập trung để những chuyện cá nhân, cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Công việc của bạn tuổi dần đang bị trì trệ, kéo theo vận trình tài lộc của bản mệnh cũng giảm sút trầm trọng. Do đó, với bạn tuổi dần, bạn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi giải quyết các trọng trách mà cấp trên giao cho bạn. Ngay cả những vấn đề đơn giản, bạn cũng phải làm đi làm lại mới xong. Và dường như cấp trên đang rất không hài lòng với biểu hiện này của bạn tuổi dần và bạn nên sớm điều chỉnh lại tinh thần để giữ được thái độ làm việc nghiêm túc kẹo những cố gắng của bạn trước đó sẽ đổ xong, bộ bể đổ bể Xét về quy luật ngũ hành của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, bạn đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi dần không được suôn sẻ mà vận trình tình cảm của bạn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Dù bạn đã cảm thấy vô cùng là mệt mỏi với tình trạng này, nhưng cái tôi của hai bên quá lớn cho nên chẳng ai chịu nhường bỏ ai trước. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, đôi lứa xung khắc dẫn đến mâu thuẫn triền minh từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa cảm xúc cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ cấp trên không hài lòng với thái độ làm việc của bạn từ vi tuổi canh dần thuộc mộc cần phải bình tĩnh để không mắc phải sai lầm từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim làm việc gì cũng không được suôn sẻ như ý muốn Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên bạn đang có được báo hiệu cái vận trình tình cảm của mình đáng kể hơn hạn so với những ngày trước đó không những vậy, công việc của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay cũng đang có được những bước đột phá mới mẻ mà chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng là thuận lợi bản mệnh tuổi mão biết vận dụng khả năng sáng tạo của mình và sự khéo léo của mình để làm ra những thành quả tốt nhất. Hơn nữa, với bạn tuổi mão, tính cách hòa đồng giúp cho bạn nhận được những sự trợ giúp đắc lực của đồng nghiệp xung quanh. Nhờ vậy mà tiến độ công việc của bạn trở nên được trơn tru và nhanh hơn. Về chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, bạn đã học được cách vượt qua những nỗi đau trong quá khứ để bước tiếp về phía trước và nắm giữ hạnh phúc của mình trong tay. Bạn hiểu rằng hiện tại mới là quan trọng nhất, sẽ trân trọng những gì mình đang có thay vì cứ mãi hoài niệm về những gì đã qua. Ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần đỏ mệnh. Cái điều này còn giúp cho con đường tài lộc của bạn tuổi mão cũng vô cùng là rộng mở, bạn có được cơ hội để phát tài đã đến rất rất gần. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán càng có lọc hơn trong ngày hôm nay khi khi có được lợi nhuận tăng cao gấp bội phần với bạn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, công việc có bước đột phá mới mẻ, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, biết cách bước qua những khó khăn và nắm giữ được hạnh phúc hiện tại, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, tạo được thành tựu đáng kể nhờ khả năng sáng tạo của mình, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, mối quan hệ vợ chồng, đồng nghiệp hòa hợp, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tài lộc được tăng tín, kinh doanh phát đạt và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Riêng tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất xịu mùi. Cho nên, hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với bạn tuổi thìn. Bạn mệnh dễ xảy ra xung khắc với đồng nghiệp, khiến cho công việc của mình gặp nhiều trục trặc. Đã vậy, với bà tuổi thìn, thái độ của bạn có phần gay gắt thái có và khiến cho mọi chuyện càng trở nên căng thẳng, ầm ĩ, khó giải quyết êm đẹp và thậm chí còn có sự can thiệp của lãnh đạo mới giải quyết được. Với bà tuổi thìn, nếu cứ việc bé xé ra to như thế thì cấp trên sẽ không hài lòng với thái độ của bạn và bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, với sự trợ giúp của chính quan chiếu mệnh, bạn mệnh vẫn có được cơ hội được thăng tín nếu như bạn thay đổi được cái tính bảo thủ, cứng nhắc của mình. Bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có đầu có đuôi, đó chính là những yếu tố, những tố chất cần có của một người thành công. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn, nhất là khi thời điểm bạn có nhiều điều cần phải lo nghĩ, áp lực công việc triển minh như hiện nay, bạn cần phải xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi thư giãn hợp lý để bảo vệ cơ thể của mình, sao cho đảm bảo với khối lượng công việc trong thời gian cuối năm này. về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, sức khỏe của bạn sa xút. Gặp nhiều căng thẳng. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, công việc có nhiều trở ngại hơn bình thường. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, mâu thuận với đồng nghiệp, cấp trên không hài lòng với bạn. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, có được cơ hội tăng tín nếu như chịu thay đổi tính cách bảo thủ của mình. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, áp lực công việc, ảnh hưởng tới giấc ngủ và chế độ ăn uống của bạn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi thân từ Tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ nhờ có được chính tài độ mệnh, cho nên bạn tuổi Tỵ đang đạt được những bước tiến khả quan trong việc thực hiện những cái kế hoạch về tài chính lâu dài của mình. Bạn mệnh biết cách kiểm soát trong việc chi tiêu cũng như là đầu tư sao cho thu được lợi nhuận cao nhất. Đôi lúc với bạn tuổi Tỵ vẫn còn gặp một vài khó khăn nhưng càng về sau sự sắc sảo và nhạy biến của bạn giúp cho bạn càng ngày càng bộc lộ rõ ràng sẽ có được nguồn tài chính ổn định thoải mái cho việc chi tiêu theo ý muốn của bạn. Xét về ngũ hành tương sinh tương khắc trong ngày này đối với bà tuổi tỵ bạn đang gặp ngày có họa khác với thổ cả điều này cho thấy với bà tuổi tỵ đang càng trở nên phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia thế nhưng chuyện tình cảm nếu cứ mãi chỉ có một phía trao đi thì sẽ rất khó bền lâu không phải lúc nào hy sinh tất cả cho người mình yêu cũng là điều đúng đắn và với bà tuổi tỵ bạn hãy biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa và ngày này đối với bà tuổi tỵ là ngày 17 âm lịch vị trí thai thần ở khớp cổ chân, khí sung, phư xương bánh chè. Vì vậy, bà tuổi tỵ trong ngày này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, phải biết yêu thương chính bản thân mình. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, nên xây dựng các kế hoạch chi tiết cho mục đích lâu dài. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim trở nên phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm cần sự sẻ chia và hy sinh của cả hai phía. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mà các bạn đón xem từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi nhị hợp đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi ngọ đang có được đào hoa rất chi là vượng trong ngày hôm nay và ngày này đối với những bạn đang quản độc thân thì sẽ được quý nhân dẫn đường trị lối để cho bạn nhanh chóng tìm ra một nửa của mình mà không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi các cặp đôi thì có thể đi đến những quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Hai bạn muốn có được sự ràng buộc rõ ràng cho mối quan hệ tình cảm đã chín mùi của mình. Đó cũng là cách để cả hai có thể chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn nữa. Chẳng những cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay được thăng hoa mà con đường tài lộc của bạn cũng có được những tin mừng nhờ bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh với bạn tuổi ngọ, bạn có thể được thượng khoản tiền không nhổ từ nghề tay trái của mình. Dù chỉ là khoản tiền làm thêm, nhưng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đối với bạn tuổi ngọ, bạn nên tìm cách giữ thái độ đống mực, chớ nên tỏa ra kiêu ngạo với những gì mình đang có, kẻo lại có người sinh lòng ganh ghét, cố tình tìm cách phá hoại công sức của bạn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tình duyên thuận lợi, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, quý nhân dẫn đường trị lối, mọi việc đều suôn sẻ. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tài lộc tăng tín nhờ vào nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, chớ nên tỏa ra kiêu ngạo khi được lợi. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, cẩn thận kẹo có kẹo ganh ghét, đố kỵ bên cạnh và đánh giá của bạn tuổi ngọt trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rất có thể với bạn tuổi mùi sẽ xảy ra tranh cãi với cấp trên do những bất đồng ý kiến xảy ra trong công việc và bạn tuổi mùi, bạn nên kiềm chế bạn tính nóng nảy, luôn giữ đúng chức trách và bổn phận của mình để tránh lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Nêu quan điểm cá nhân là cần thiết, nhưng cũng cần phải chú ý tới tình huống cụ thể, cũng như là đối tượng mà bạn đang giao tiếp. Những kẻ tiểu nhân xung quanh cũng chỉ có chờ những dịp bạn như vậy để dậu đổ bìm liêu, dìm bạn xuống trong vực sâu và với bạn tuổi mùi bạn hoàn toàn có thể tránh được những điều rắc rối đó nếu như bạn giữ được thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn trong ngày này đối với bạn tuổi mùi nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông như vậy bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc nếu là việc ký kết hợp đồng làm ăn, bạn sẽ thu được mối đầu tư rất chi là hứa hẹn trong tương lai. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tranh cãi với cấp trên do bất đồng quan điểm. Vài tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có thể gặp rắc rối do tính nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ của mình mà ra. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đề phòng có họa tiểu nhan xuất hiện. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc không nên vượt quá bổn phận của bản thân về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Mão tuổi Ngọ tử vi tuổi thân thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, chùa chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang đến rất nhiều cơ hội quý giá để cho bạn tuổi thân có thể rút ngắn chặng đường bước tới thành công với mình càng những ngày cuối năm, công việc lại càng chồng chất nhiều hơn. Nhưng với bạn tuổi thân vẫn có thể giải quyết được ổn thỏa mọi thứ nhờ vào năng lực vượt trội của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân, bạn là người ham học hỏi, thông minh, nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Nhưng khuyết điểm của bạn mệnh là chưa thực sự tự tin vào bản thân mình, cho nên hay chần chừ, do dự để cho nhiều cơ hội vụt mắt khỏi tầm tay không phải ai cũng có được may mắn như vậy. Cho nên, với bà tuổi thân cần phải chắc chắn nắm bắt cơ hội đó, đừng có do dự thêm nữa. Chỉ cần bạn quyết tâm cao độ và đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình, chắc chắn bạn sẽ được thăng tín nhanh hơn, thành công nhanh hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, về ngũ hành tương sinh tương khắc, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn khá chi là thuận lợi. Đôi lứa có được sự hòa hợp, vợ chồng êm ấm, những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó giữa hai bạn đều được hóa giải nhờ vào cả hai luôn suy nghĩ cho đối phương. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, công việc nhiều, nhưng đều có thể giải quyết ổn thỏa từ vi tuổi bính thân thuộc họ có được cơ hội thăng tín xong không biết nắm bắt vì hay do dự, từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần phải quyết đoán hơn khi đối mặt với các lựa chọn quyết định trong tương lai. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc, tình cảm êm đẹp, đôi lứa hạnh phúc. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim có mục tiêu rõ ràng sẽ giúp cho bạn rút ngắn được thời gian đi đến đích cuối cùng. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tị. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu Chua chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc của mình và bạn tuổi Dậu bạn có thể đạt được những bước ngoặt quan trọng nhờ vào sự vận dụng tốt năng lực của mình để vượt qua mọi khó khăn cũng trong thời điểm này, cấp trên đã lặng lặng quan sát và chấm điểm bạn khá chi là cao trước bạn lĩnh vững vàng mà bạn đang sở hữu. Nếu có được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng thì với bạn tuổi dậu, bạn hãy tự tin thể hiện bản thân của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng chua kim và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu là bạn đừng có vội bủa cuộc khi thấy chuyện tình cảm của mình không được như ý muốn, rồi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn hãy cứ coi như những giây phút cô đơn của hiện tại là để cho bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho chuyện tình cảm quan trọng sắp tới. Và ngày này, đối với những bạn đã có nửa kia thì có thể yên tâm với hạnh phúc mà mình đang có, càng ở bên nhau, cả hai càng thêm trân trọng đối phương hai bạn đã tìm ra được tiếng nói chung cho nên hãy cùng xây đắp hạnh phúc thật lâu bền bạn tuổi dậu nhé về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy có được nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tiền bạc dồi dào không cần phải lo lắng từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đường tình duyên thám sắc tin vui báo về từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc vợ chồng hòa hợp gia đình hạnh phúc từ vi tuổi quý dậu thuộc kim có thêm thu nhập nhờ biết sáng tạo. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuốt cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thì tuất xỉu mùi cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay và đặc biệt là trong chuyện tình cảm đang có những chuyện bạn cứ nghĩ là hai người yêu nhau lâu thì sẽ hiểu được cho nhau nhưng hóa ra lại không phải là như vậy với bà tuổi tuất Càng lúc bạn càng cảm thấy thất vọng và chán nản với sự vô lý của đối phương, thậm chí bạn còn nghĩ yêu nhau mà cứ giàn vặt nhau, một bên thì cứ cố gắng giữ, còn một bên kia cứ không chịu hợp tác thế này thì tốt nhất là nên giải thoát cho nhau đi thì hơn. Trái với những trục trặc trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày này thì công việc của bạn lại có được sự thăng hoa hơn hẳn nhờ có được chính quan hiệp lực. Có lẽ với bạn tuổi Tuất muốn quên đi những mâu thuẫn tình cảm cho nên dành hết tâm trí của mình vào công việc. Do đó tín độ công việc của bạn trở nên nhanh gọn hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Dù có bạn biểu đến đâu đi chăng nữa thì bạn tuổi Tuất cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình. Thường xuyên căng thẳng, đầu óc lại thêm ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể khiến cho cơ thể của bạn bị quá tải vì đỉnh công bất cứ lúc nào về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình cảm không được như ý vợ chồng đồng sàng di mộng tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đôi lứa thiếu sự cảm thông không tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc công việc có nhiều tín bộ nhờ sự tập trung cao độ tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần chú ý tới sức khỏe của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên xây dựng chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học hơn và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mạo mùi phù trợ. Cho nên với bạn tuổi hợi có thể nhận được sự giúp đỡ không nhụa của quý nhân để giải quyết các rắc rối tồn động từ trước đó ở bạn kể cả các dự án đang còn giang dở hay là các khoản vay nợ nần về tài chính đều được xử lý ổn thỏa, mang đến sự yên tâm rất lớn cho bạn tuổi hợi trong ngày này. Với bà tuổi hợi, nhân cơ hội may mắn này, bạn có thể tiến hành đầu tư vào những hạng mục mà mình nhắm đến từ lâu để sớm có được kết quả tốt. Tuy nhiên, bên cạnh cái vận trình tốt, thì trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn mệnh tuổi Hợi nên cẩn thận với những lời đường mật của người khác chưa chắc những lời ngôn ngọt đó đều xuất phát từ sự chân thành thật lòng ở họ đôi khi một vài kẻ chỉ lợi dụng ánh hào quang của bạn nhằm trục lợi cho bản thân họa mà thôi và ngày này xét về ngũ hành tương xung tương khắc thì với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi rất có thể sẽ gây nên một vài mâu thuẫn với bạn và người nhà. Sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng của người thân khiến cho bạn tuổi hợi càng thêm quyết tâm chứng tỏ sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa có được quý nhân giúp sức mọi việc được xuân xỉa, từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tài chính được ổn định nên mạnh dạn đầu tư, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần cẩn thận với những lời đường mật bên tai, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim có thể xảy ra mâu thuẫn với người thân, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy quyết tâm cao độ chứng tỏ sự lựa chọn của mình là đúng. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.